Chào các bạn, trong video trước thì chúng ta đã tìm hiểu về Object ID và chúng ta đã hiểu về cách chúng ta lấy về cái Object ID, và quan trọng nhất là các bạn hiểu ý nghĩa của cái Object ID là cái gì. Thì trong bài hôm nay thì chúng ta sẽ đi sử dụng cái Object ID này để chúng ta lấy về cái đối tượng mà gắn với cái Object ID đấy, và cụ thể ở đây là cái bảng layer trong AutoCAD. Bài trước thì chúng ta lấy về ID của cái bảng của cái layer table rồi. Bây giờ bài này mình sẽ sử dụng cái object ID ấy. Mình sẽ lấy về cái bảng layer và chúng ta sẽ thực hiện một số thao tác trên đấy. Các bạn lưu ý là để thực hiện cái sự thay đổi hay là đọc cái dữ liệu trong database ấy, thì các bạn cần phải thực hiện một cái thao tác trong khi lập trình plugin cho AutoCAD, đó là cái việc mà các bạn phải sử dụng cái transaction. Cái tương tự như trong cái lập trình trong Revit thì các bạn cũng phải sử dụng cái transaction khi các bạn muốn thực hiện cái sự thay đổi với dữ liệu database trong Revit, hay ở đây trường hợp này là AutoCAD. Bây giờ mình sẽ viết một cái lệnh mới. Đây mình sẽ sử dụng comment method, và đây mình sẽ truyền vào cái tham số là ptm transaction. Đấy. Ok, giờ mình public void cmd transaction. Ok, bây giờ mình sẽ lấy cái phần này xuống. Mình sẽ copy cái thằng này xuống bởi chúng ta cần cái thằng này. Ok, chúng ta cần một cái thằng nữa. Đây là thằng editor. Editor. Ok. Sẽ còn là application. Document manager. MDI.editor. Ok. Đây là những cái đối tượng mà chúng ta cần để làm ví dụ cho cái bài này. Chúng ta cần cái editor để chúng ta viết cái thông báo ở cái phần comment line của AutoCAD. Chúng ta cần database để chúng ta lấy dữ liệu. Rồi chúng ta cần cái object ID của cái bảng layer. Ok, bây giờ trước hết thì chúng ta phải khi chúng ta muốn đọc cái dữ liệu ấy thì chúng ta phải tạo ra một cái transaction. Và cái transaction này được tạo rất đơn giản như sau. Đây, các bạn sử dụng transaction như thế này. Trans, và cái này sẽ bằng là db chấm db chấm transaction. Đây, transaction manager. Các bạn chấm start transaction như thế này để các bạn bắt đầu một cái transaction. Thì khi đây bạn mới có thể chọc vào trong cái dữ liệu để các bạn thực hiện các cái việc xem hay là thay đổi hay là viết vân vân. Đấy. Thì sau khi bạn bắt đầu mở một transaction thì bây giờ mình mới lấy về cái bảng layer như sau. Layer table. Đây là cái bảng layer table. Đấy. Đấy, bảng layer table này sẽ lấy bằng cách như sau. Các bạn sử dụng transaction.get. Ở đây mình sẽ sử dụng cái get object. Ok, các bạn thấy trong này nó chuyển về cái object ID. Và ở đây object ID chính là cái thằng layer ID mà mình lấy bên trên này. Trong ví dụ trước mình đã lấy được về cái object ID của cái bảng layer table rồi. Giờ mình chuyển vào là layer ID. Và ở đây nó có một cái đối tham số nữa. Ở đây chính là open mode, là kiểu enum. Ở đây các bạn chấm thì chúng ta có này, cái dữ liệu các bạn muốn lấy ra ấy, các bạn muốn for notify đọc hay là viết ấy, thì chúng ta chủ yếu sử dụng hai cái thằng này, read và write. Ở đây mình chỉ muốn đọc thôi, mình chọn là read. Ok, và đây các bạn thấy là khi mình chọn như này xong rồi nhưng nó vẫn báo lỗi, bởi vì rằng là ở đây nó sẽ
cái phương thức get object này nó trả về ứng tượng db object, và nó sẽ và các bạn cần phải ép kiểu cho nó về cái layer table này. Đây, layer table đó, như vậy mới xong. Đấy, sau khi các bạn lấy được cái bảng rồi ấy, thì bây giờ mình có thể sử dụng cái bảng này để các bạn dụng đọc dữ liệu, ví dụ đây layer table nhé. Đây các bạn chấm này, các bạn thấy ở đây rất nhiều các cái property hay là cái phương thức để các bạn có thể xử lý với cái bảng layer table này. Đó, ID này, vân. Đó, các bạn ở đây các bạn có thể tra thêm trong cái help viewer ấy, để các bạn biết thêm các cái lệnh. Ở đây thì mình chỉ muốn sử dụng một cái lệnh đơn giản thôi, chúng ta sẽ đếm xem có bao nhiêu cái layer trong cái bảng layer này thôi. Còn về bài sau chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Thì để đếm xem có bao nhiêu layer trong cái bảng này thì mình sẽ khai báo một cái biến int bằng count bằng không. Đấy, tức là mình sẽ sử dụng cái này để đếm cái số lượng layer. Sau đó thì cái layer table này các bạn có thể tra trong cái bảng help viewer này. Đây, mình sẽ tra layer table này để các bạn làm được. Đấy, đây là cái layer table. Đây, các cái phương thức rồi property của cái layer table đây. Đấy, thì layer table này thực chất nó là một cái list, là danh sách. Thì nó cũng là thuộc cái kiểu collection. Bây giờ mình sẽ sử dụng hàm for each. Đấy, object id ob in layer table. Ok. Rồi mình duyệt qua từng cái layer trong cái bảng layer này. Ứng với mỗi lần duyệt qua ấy, thì mình sẽ cho cái biến count này tăng lên cộng bằng 1. Ok. Sau khi biến count này, như vậy là mình sẽ đếm được tất cả các cái layer có trong cái bảng này. Sau khi có được rồi ấy, thì mình sẽ viết nó ra. Sử dụng cái editor write gạch n số lượng layer có trong bản vẽ là cách ra như này. Đây mình sẽ cộng cao. Ok, mình cancel nét lại. Bây giờ mình sẽ run. À, sorry các bạn. À, ở đây chúng ta còn một cái thao tác nữa. Cần một cái thao tác nữa, đó là cái thao tác là gì? Khi các bạn đã bắt đầu mở một cái transaction ở đây, các bạn bắt đầu start một transaction để thực hiện cái hành vi là các bạn vào đây các bạn đọc cái bảng layer này. Thì khi các bạn đọc xong rồi thì các bạn cần phải đóng cái transaction lại dù muốn hay dù không. Thì các bạn cần phải đóng transaction lại bằng cái cú pháp lệnh là dùng char.commit. Đấy, thì nó sẽ đóng cái transaction này lại. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ debug cho các bạn xem. Debug.start debugging. Rồi, bây giờ mình sẽ ấn Enter để cho nó chạy cái file DLL này. Ơi, các bạn thấy ở đây này, trong cái bảng layer đây, các bạn thấy đây, chúng ta chỉ có một cái layer thôi. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái lệnh này để xem nó đếm đúng không. VTM. Transaction. Ok, các bạn thấy là số lượng layer có trong bản vẽ là một. Bây giờ mình sẽ thay đổi. Mình sẽ tạo thêm các cái layer mới. Ở đây. Đấy, mình sẽ tạo mấy cái layer như thế này, tạo thêm một số các layer, 4 layer nữa. Bây giờ mình sẽ chạy lại cái lệnh đấy, VTM transaction. Đấy, các bạn thấy số lượng layer có trong bản vẽ là 5, vậy nó đếm chính xác. Ok, đấy là cách các bạn sử dụng cái transaction. Bài này thì một là hướng dẫn các bạn cách để các bạn lấy cái đối tượng gắn với cả cái object ID các bạn duyệt qua.
Sau đó cái quan trọng nữa là các bạn hiểu về khi các bạn muốn thay đổi hoặc các bạn đọc dữ liệu từ database thì các bạn phải sử dụng cái transaction, và điều quan trọng là các bạn phải start transaction và đồng nghĩa và các bạn phải commit transaction khi các bạn thực hiện cái việc đọc dữ liệu xong. Ok, nếu các bạn có thắc mắc thì các bạn đặt câu hỏi trên website rsvn.net. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.